Lời đầu tiên, Trần Trần Sang xin gửi lời chào đến tất cả các chị học viên của lớp Trần Sang, tất cả các anh chị ở trong và ngoài nước. Thì trước khi đi vào các nội dung của cái bài giảng ngày hôm nay thì Sang cũng xin thông báo nó với tất cả các anh chị học viên ha. Chúng ta nhớ nhấn vào cái nút đăng ký phía bên dưới video đó, ngay chỗ tay Sang chỉ nè ha. Thì phía bên dưới đó nó có nút đăng ký đó, thì chúng ta nhớ nhấn vào để mà khi Sang giao bài, Sang giao những kỹ thuật guitar lead hoặc là những kỹ thuật về nhạc cụ thì chúng ta sẽ nhanh nắm được liền ha. Tránh những cái trường hợp là chúng ta bị thiếu bài. Rồi thì bắt đầu đi trước thì cái bài trước thì Sang đã hướng dẫn về cái điệu slow gốc rồi. Sang hướng dẫn về intro guitar lead nha. Cái bài trước thì Sang đã hướng dẫn về cái intro guitar lead của điệu slow gốc rồi. Thì chúng ta lớp chúng ta ai học rồi slow gốc chúng ta bấm like thì Sang thấy rồi. Ai học rồi chúng ta guitar lead đó của điệu slow gốc đó thì chúng ta bấm nút like bên tay trái nè để Sang biết là tất cả anh chị chúng ta đã học rồi ha. Rồi thì đối với cái guitar lead thì ngoài chúng ta áp dụng như điệu slow gốc thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cho những cái điệu slow ha, hoặc là chúng ta áp dụng cho chúng ta có thể sử dụng áp dụng cho slow sharp hoặc là chúng ta áp dụng cho ballad ha, style ballad của mình. Thì trong những cái bài mà ballad mà chúng ta áp dụng cái đoạn đầu á, cái đoạn intro đầu á, hoặc là khách người ta hát xong rồi mình áp dụng cái guitar lead đoạn mà giáng tấu á vẫn được ha, vẫn được. Cái bài này chủ yếu là chúng ta áp dụng cho những cái bài mà chúng ta không biết ha, hoặc là chúng ta biết mà chúng ta muốn sử dụng guitar lead, đó là cái ý nghĩa của con nội dung ngày hôm nay. Rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào nội dung chính. Thì sau khi chúng ta nắm được ý nghĩa rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu học cái câu cú ha. Câu cú guitar lead sẽ đánh mẫu lên một lần nữa. Rồi thì Sang vừa đánh mẫu xong một lần, bắt đầu để chúng ta sẽ đi vào ha, đi vào cái câu cú mà Sang sẽ hướng dẫn. Rồi chúng ta chọn cái điệu slow sharp nè, và chúng ta chọn cái tiếng guitar lead trong cái băng ballad, chúng ta chọn vô số 2 nhé. Chúng ta sẽ đi cái vần và âm ha, chúng ta sẽ đi cái thứ nhất là chúng ta sẽ đi la thứ. Thì Sang sẽ hướng dẫn trên cái giọng la thứ ha, bởi vì vậy cho lớp học chúng ta đi câu mi la si đô là chúng ta sẽ vào âm la thứ ha. Mi la si đô rê si là chuyển qua son trưởng nè, bắt đầu son la si rê đô là sẽ chuyển bằng la thứ ha. Rồi Sang sẽ làm lại, Sang làm lại câu đó. Mi la si đô rê si là son trưởng nè, son la si rê đô là cái gì, sẽ chuyển bằng la thứ. Rồi bắt đầu tiếp tục đô si la mi fa đô đô, mi fa là do băng rê thứ của thứ bảy ha. Rồi si đô rê, đô si rê mi là son qua đô ha. Rồi mi fa mi rê mi là mi bảy ha. Đó là sang vừa hướng dẫn xong cái đoạn thứ nhất rồi đó. Lặp đọc lại đoạn thứ nhất nào, mi la si đô rê si là son trưởng, son la si rê rê rê. Vậy là thứ nè, do si la mi fa đô đô là rê thứ bảy, si đô rê đô si rê mi là gì, là đô trưởng, mi fa mi rê mi là dẫn vào băng mi bảy. Rồi tiếp tục lần thứ hai chúng ta sẽ đánh lên mi son la si đô là pha trưởng. Rồi và y gan nãy luôn, rê si là chữ gì, son trưởng, son la si rê đô là chúng ta đánh rê, chúng ta đẩy lên ha, là mí đô đó, đô si la mi fa đô đô đi ăn nãy luôn. Nhưng mà câu này khác nè, si đô rê là mi hứ, si la ha, si cuối nốt, cái nốt si cuối đó chúng ta đẩy la lên si nè ha, sau đó chúng ta trở về ban đầu ha. Rồi Sang sẽ đồng làm chậm chậm để Sang hướng dẫn lại cho lớp nè ha, chúng ta đi Sang làm chậm chậm nha. Son trưởng nè,
ba thứ nè, ba thứ và kêu lên sao chữ nè, ba thứ nè, à nhớ nhớ dịch sang một chỗ, nhớ dịch sang một chỗ là khi mà chúng ta đánh á, chúng ta đánh thì chúng ta nhớ đẩy bèn lên một cung ha. Ví dụ như là này là si đô rế si thì sao, thay vì chúng ta đánh là rế si thì chúng ta đánh đô si ha, thì chúng ta đẩy bèn nốt đô này lên nè, này là si đô rế si ha, còn là si đê rế rế, nhưng mà thật sự không phải là nốt rê mà sang đánh nốt rê, nhưng mà sang đẩy bèn lên một cung rế đô nè, đô si đa và đô đô si đô rê đô si rê mi ha, si đô si rê mi, thì chúng ta rung ben nhớ ha, rung ben. Rồi tiếp tục đô si rê mi, bắt đầu cái câu tiếp theo ha, mi son la si đô, mi son la si đô ha, si ta ra 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 đó si đa ta đa đa ta đa đa si đa, rồi sau đó là chúng ta mới kết thúc bài đó. Thì nhớ đoạn đầu là chúng ta sẽ phiêu ở mền đê cho trống nó chuẩn bị đánh, rồi sau đó là chúng ta đánh vào ha, đánh vào cuối câu vô cho khách người ta hát. Bắt đầu vô khách ta hát ha. Thì sau khi mà mình đánh, sau khi mà mình đánh cái câu guitar riff nó xong thì khách thì mình kết thúc si la đó, sang kết thúc cái câu nãy đó. Và chúng ta out luôn ở cái ending và sau đó chúng ta quay trở lại cho khách hát. Rồi đó là cái đoạn dạo đầu bằng guitar lead. Trong những cái trường hợp mà chúng ta đánh cái đoạn dạo đầu với câu intro đúng như vậy thì chúng ta có thể ở cái đoạn gian tấu á, ở cái đoạn gian tấu là chúng ta có thể sử dụng cái đoạn này để mà chúng ta làm cái đoạn gian tấu. Ví dụ như là khách người ta hát cái đoạn điệp khúc đi. Ví dụ như khách ta đang hát điệp khúc đi ha. Vô trong gian tấu luôn. Trở lại được không? Tại sao thì chúng ta có thể sao chúng ta linh hoạt khi mà chúng ta đi gần show, chúng ta phải linh hoạt. Ví dụ như là cái bài đó là cái bài chúng ta sử dụng điều sọt hoặc là bờ lát thì chúng ta sao chúng ta thổi intro thì chúng ta đánh. Còn ngoài ra chúng ta muốn cái lần trước chúng ta đánh intro rồi, lần này chúng ta muốn đổi gió đi, chúng ta không muốn thích. Tại vì cái sở thích của mình là mình lead guitar cho nó mạnh thì mình cứ áp dụng mình lead guitar đoạn intro. Rồi hoặc là trong những trường hợp mình đã đánh cái câu intro ở cái đoạn intro rồi thì cái phần gian tấu á mình muốn sử dụng guitar lead thì chúng ta cứ lấy câu này ra chúng ta áp dụng thôi, chúng ta áp dụng cho giọng thứ thôi ha. Rồi thì đó là cái nội dung của bài hôm nay ha. Nhớ là sau khi học xong bài này rồi, bạn bè mình có hát cái bài ballad chẳng hạn thì mà mình không biết intro thì nhất định mình cũng phải đánh được cái đoạn dạo đầu ha. Bài này chúng ta học rồi là chúng ta phải đạt được cái mục tiêu đó của bài học. Rồi Sang xin dừng ha, Sang xin dừng cái video đấy ha. Phần nào chưa rõ thì chúng ta nhớ
chúng ta phải ôn kỹ bài ha, về kỹ thuật guitarist, kỹ thuật đẩy bend, kỹ thuật rung bend đâu đó. Hồi nãy thằng chỉ đó, đẩy lên một cung là sao, ví dụ như là rê lên mi thì chúng ta bấm nút rê chúng ta đẩy hết bend lên. Ủa sao này bấm lộn gì này, là rê nè ha, đô lên rê ha, la lên si ha. Đó là sao, đó là đẩy một cung, gọi trường hợp rung rung bend tức là chúng ta nhắn một nốt đó, chúng ta gung một cuối đoạn á, chúng ta gung nên nhắn nốt đó chúng ta gung. Hai chúng ta gung, chúng ta tập gung. Chúng ta tập gung ha, chúng ta tập gung cuối câu cuối đoạn của bài á. Chúng ta tập gung rồi sau khi chúng ta áp dụng phần đẩy bend rồi tập gung rồi thì chúng ta sẽ áp dụng vào trong cái đoạn guitarist, những cái đoạn vào đầu thì nó sẽ hiệu quả cái bài intro mình thôi ha. Đó là những gì Sang cần nói thì Sang cũng đã hướng dẫn rồi, thì phần còn lại lớp của chúng ta cũng cố gắng học ha. Rồi xin dừng cái bài giảng đây nha, thân mến chào tất cả anh chị.